Thưa quý vị, trong lúc đi đánh bắt thủy sản vào sáng ngày hôm qua thì các ngư dân đã phát hiện một con cá heo bị thương bơi vào gần bờ biển Bình An tại xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Con cá heo được phát hiện trong tình trạng cơ thể bị kiệt sức, không còn sức bơi, trôi dạt ở bãi tắm du lịch Bình An. Ngay sau khi phát hiện, ngư dân đã thông báo cho chính quyền tại địa phương và Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Thừa Thiên Huế để có biện pháp cứu chữa và đưa cá trở về biển. Con cá có chiều dài thân đo được là 1,8m, vòng bụng rộng 80cm, nặng khoảng 50kg. Theo một số người ngư dân cao tuổi, thì căn cứ vào hình dạng bên ngoài, thì đây có thể là loài cá heo kìm sinh sống ở khu vực biển ngoài vịnh Chân Mây, Lăng Cô mà thỉnh thoảng ngư dân vẫn phát hiện được. Sau khi sơ cứu, bà con ngư dân đã dùng thuyền chở cá heo để thả về biển. Thưa quý vị và các bạn, một ca ghép tim hy hữu đã thành công tại Bệnh viện Việt Đức. Khi bệnh nhân được ghép có tới gần 30 năm phải sống chung với một bệnh lý tim mạch rất phức tạp. Và các bác sĩ cho biết đây là lần đầu tiên một ca ghép tim được thực hiện trên bệnh nhân bị tim bẩm sinh mà không phải là bệnh cơ tim giãn. Hơn 20 ngày sau ca ghép, chị chưa khi nào rời mắt khỏi con gái mình. Với chị Toàn, đây là cơ hội duy nhất để con gái chị có thể tiếp tục sự sống. 28 năm sống chung với căn bệnh tim bẩm sinh, cũng chừng đó thời gian, Phan Thị Tuyến, con gái chị, phải đối mặt với vô vàn khó khăn trong cuộc sống. Nào cô cũng nghĩ đến con, lúc nào cũng nghĩ là con mình đang trên tay mình mà rơi mất, không lúc nào cô cũng nghĩ đến con. Thì đi đến chỗ nào bác sĩ cũng trả lời là cái bệnh của cháu cũng chữa được. Nên là cô cũng rất là suy nghĩ, mà cô cũng không ngờ là đến giờ này thì cháu cũng đã cấp cứu rất nhiều lần, mà lần nào cấp cứu thì các bác sĩ cũng đều cứu được cháu. Trong 11 ca ghép tim mà Việt Nam đã thực hiện, thì đây là ca ghép đầu tiên được thực hiện trên một bệnh nhân bị tim bẩm sinh rất nặng. Theo các bác sĩ, có 4 bệnh lý ở tim bẩm sinh nặng, thì ở bệnh nhân Tuyến đều hội tụ cả 4 yếu tố này. Đây là điều khó khăn nhất khi tiến hành ca ghép tim lần này. Chưa phải là quá lớn. Ca này mới là ca chúng tôi phải chuẩn bị hết sức công phu. Bởi vì thực sự là một cuộc gọi là chiến đấu vô cùng khó, vô cùng phức tạp, gian nan để làm sao mà có thể giải quyết được cho bệnh nhân. Vì về mặt chỉ định mà nói thì bệnh nhân có chỉ định ghép, về mặt kỹ thuật nguyên tắc như vậy là mình làm như vậy, nhưng quả thực là nó thực hiện cái đó làm sao rồi diễn biến cụ thể như thế nào là cái mình phải chuẩn bị hết sức kỹ để tránh tất cả những cái rủi ro nó không kiểm soát được trong quá trình mình làm, mình tiến hành kỹ thuật. Cũng theo các bác sĩ, chưa thể khẳng định khả năng hồi phục hoàn toàn của bệnh nhân, quá trình hậu phẫu cho bệnh nhân sẽ rất khó khăn. Phải rất lâu, các chức năng và chỉ số cơ thể mới có thể dần hồi phục và trở lại bình thường. Những đợt phải nằm viện, những lần phải vào viện cấp cứu, có lẽ không thể đếm hết được. Cô gái từng có 12 năm là học sinh giỏi, thủ khoa của nhiều trường đại học. Có lẽ không còn quá xa lạ với hầu hết các y bác sĩ chuyên khoa tim mạch ở tất cả các bệnh viện lớn nhất khu vực miền Bắc. Đó là tinh thần và nghị lực sống phi thường mà ít ai có được.